Xin chào quý bà con, thì rất là nhiều bà con hỏi Tuấn thì mình lựa chọn cái tôm giống mà để nuôi quảng canh như thế nào là hiệu quả, mà làm sao để biết tôm tốt hay xấu. Thì Tuấn xin tư vấn cho quý bà con mình. Thì trước đây Tuấn làm rất là nhiều năm, gần mười mấy 20 năm nay, là chuyên về cũng sản xuất giống. Trước là bên xú của Đại học Cần Thơ. Thì trước năm 2010 thì Tuấn làm Tuấn thả nuôi công nghiệp đó. Rồi cái số nào mà mình nhiều khi là test công nghiệp mình nó không đạt, nhưng mình thả quảng canh thì cũng rất là trúng. Thì những năm đó cái mồi ngoài tự nhiên nó còn nhiều, rồi cái môi trường nó còn tốt, rồi cái thức ăn tự nhiên nó ngoài ao nó còn ít, nuôi công nghiệp nó ít dịch bệnh, nó ít nguy hiểm đó. Bệnh gan nó chưa xuất hiện nhiều thì lúc đó nuôi rất là dễ trúng. Thì do đó mình thả, thậm chí là Tuấn thấy là mình con mình rất giống thường cũng trúng, mà giống công nghiệp thì cũng trúng. Lúc đó thì mình rất là khó phân biệt. Còn tuy nhiên thì sau này thì môi trường nó càng khó khăn. Từ năm 2010 trở đi thì mình nuôi rất là gặp về bệnh. Thì để mà mình lựa chọn giống hiệu quả thì Tuấn đi rất là nhiều nơi, thì rất là nhiều bà con hỏi như vậy. Thì để trả lời câu hỏi này rất là khó, tại vì cái quy trình nuôi của mình là mình chưa có được hoàn thiện. Tức là cái cách nuôi của mình chưa được hoàn thiện, đặc biệt đối với cái mô hình nuôi quảng canh cải tiến, là bà con thực sự là chưa có cái giải quyết được cái vấn đề oxy, là vấn đề quan trọng nhất trong nuôi tôm. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề mà gây thức ăn tự nhiên. Vấn đề thứ ba là vấn đề xử lý đáy ao, cũng như một số cái hiện tượng là cũng bị phèn, bị gông chết, hoặc bị sứa, bị phát sáng, vân vân. Thì mình chưa làm được những vấn đề đó, thì nếu mà mình thực sự mình cho dù mình có chọn được con giống tốt đi nữa thì nó cũng là chưa có thành công. Bởi vậy mình khó có đánh giá được. Bởi vậy nếu bà con nói giống nào tốt thì bà con có thể là dù bắt CP hoặc bắt Việt Úc, bắt nhân dân, những cái thương hiệu lớn người ta tốt chứ đâu phải không tốt đâu. Tuy nhiên cái kỹ thuật của mình chưa hoàn chỉnh thì mình nuôi cũng chưa có hiệu quả được. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Thì để mình chọn được con giống tốt thì rất là nhiều bà con thì có thể mình bắt xuống ngang, mình bắt thẻ ngang mà nuôi dẫn chúng. Tại nhiều khi những cái bầy tôm người ta bán, người ta đóng công nghiệp còn dư lại, thì người ta bán để người ta lấy cái vốn và cái chi phí lại, thì mình nuôi được những bầy đó thì dẫn chúng. Cái thứ hai là mình nuôi những cái bầy cũng vừa vừa mà người ta bán mình nuôi thưa, thì nó không có mầm bệnh, nó không có ô nhiễm nhiều, thì cái ao mình sạch nó dẫn chúng bình thường. Tuy nhiên đối với những cái trường hợp mà tôm bị nhiễm bệnh trong trại thì người ta bán rẻ ra, thì bà con mình bắt ngay những cái bầy đó thì nó rất là rủi ro. Thì để mà chọn được tôm giống tốt thì nó hội đủ những cái yếu tố như sau. Thì đầu tiên thì cái trại đó phải chọn lựa bố mẹ tốt, tức là kiểu gen nó tốt, nó kháng được nhiều cái bệnh đó. Thì thậm chí là hiện nay là nó rất phổ biến là cái giống về da quá người ta đã lai tạo chọn lọc cái gen kiểu hình là rất là tốt, hoặc những cái dòng xú chân đỏ mà quy trình sinh học mà mình chế độ dinh dưỡng tốt thì nó vẫn tốt. Cái thứ hai là cái quy trình sản xuất đó là cái quy trình, thí dụ mình có làm bằng vi sinh, là mình trong suốt quá trình từ nuôi, từ bắt bố mẹ, hoặc mình ương dưỡng ấu trùng và mình ương dưỡng bót đều bằng sinh học hết, thì mình không có xài những cái kháng sinh nhiều, thì nó đỡ mà gọi là nó yếu sức đề kháng, thì khi mà ra môi trường nó dễ mẫn cảm. Cái vấn đề thứ ba thì cái quy trình sản xuất nó tốt, dinh dưỡng nó tốt, nó không có bệnh gan cũng như phát sáng, thì khi đó nó là con tôm nó được khỏe mạnh, nó được đủ chế độ dinh dưỡng thì nó sẽ lớn nhanh. Cái vấn đề thứ tư thì trước khi mà làm trại tôm ta xuất thì người ta có kiểm dịch tốt, những cái bầy nào mà gọi là sạch bệnh thì người ta xuất cho mình đó. Những người bầy nào mà không sạch bệnh thì có thể là người ta quỷ, thì đó là những cái lô nếu mà mình kiểm tra được như vậy thì nó rất là tốt. Còn vấn đề tiếp theo nữa là về khi mà nó đạt được những cái yếu tố kia thì mình báo về chạy giống người ta thuần cái độ mặn cũng như là cái kích cỡ tôm nó bớt khoảng 12, 13, 14 đó. Rồi cái độ mặn nó phù hợp cũng như cái pH nó phù hợp với cái ao mình, rồi mình vận chuyển là cái thời gian nó hợp lý, rồi mình thuần quá trước khi mình thả cho nó tốt thì nó sẽ tốt đó. Thì nếu bà con làm được những cái vấn đề trên thì đó là cái con giống mình nó tương đối là nó đã tốt, nó an toàn rồi. Còn từ khi mà mình thả xuống trong ao mình thì nếu mà có 20 ngày đầu nó gặp cái vấn đề gì thì đa phần
Thì nếu do bà con mình, thứ nhất là xử lý cá tạp không kỹ, hoặc ao bị phèn, hoặc là mình ao mình thiếu mồi, thiếu oxy đó, hoặc là ao bị cái sử dụng những cái thuốc diệt giáp sát nó còn tồn lưu đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tôm. Chứ là thường là nếu mà 20 ngày đầu, nếu mà con tôm giống mà bà con làm tốt về cái khâu chuẩn bị ao, cải tạo ao với chọn lựa như vấn đề trên Tuấn nói, thì đa phần nó rất ít rủi ro. Thì thường những khách hàng mà Tuấn tư vấn á, nếu mà Tuấn chọn lựa con giống á, thì 20 ngày đầu là coi như Tuấn cam đoan, nếu mà nó có vấn đề gì là Tuấn sẽ hỗ trợ cái phần tôm giống cho bà con, là tức là thả lại nếu mà mình sử dụng theo cái sự hướng dẫn của Tuấn chia sẻ đó. Còn từ 20 ngày trở lên á, là cái đó là nó thuộc về trách nhiệm của bà con mình này. Ví dụ bà con mình không có đủ thức ăn tự nhiên cho nó, rồi xử lý đá ao không sạch, hoặc không thiếu oxy, hoặc ao bị gông chết tạo chết, hoặc bị xì phèn đó, hoặc mình bơm nước phát sáng chứ nước nó vô, vân vân, mình chăm sóc không kỹ thì nó hư, nó khoảng tháng ngoài nó hư, nó chết gãy gắt theo đường đó, thì nó sẽ không có hiệu quả. Lúc đó mình không có đơn, mình lúc đó mình đổi thừa giống là không có đúng vấn đề đó. Để hiểu rõ hơn và có một cái quy trình nuôi cho nó phù hợp đó, cái cách nuôi cho nó phù hợp, nó hiệu quả, thì bà con liên hệ về Tuấn sẽ tư vấn hỗ trợ cho mình cái cách chọn giống cũng như cái quá trình nuôi. Thực sự là nuôi quảng canh này nó không có khó nếu mà mình biết kỹ thuật. Xin cảm ơn quý bà con mình.